Thế sao? Thế sao sao? Ủa thì anh thấy anh thích mà. Ừ, anh thích. Rồi sao? Có vẻ như sự phân tích của anh làm em không hài lòng phải không? Rõ ràng vậy đúng không? Ừ. Không phải là họ anh làm em không hài lòng, mà tại vì có nhiều người nói móc mũi em quá, em không chịu nổi, không thích. Ừ. Điều đó tất nhiên là sẽ xảy ra. Mà anh nghĩ là trước khi tham gia chương trình em cũng phải nghĩ tới chứ. Em coi mấy mùa em biết rồi mà. Em thích coi đúng không? Thì không lẽ em không đoán trước được như vậy? Không, mà nếu mà đoán trước được thì cũng khác xa thực tế đúng không? Thì bây giờ mình tự trải nghiệm rồi mình mới biết. Nói chung á, mấy cái thử thách đó hả, nếu mà anh làm với hai người kia thì em sẽ không cảm thấy khó chịu. Ừ. Thì bắt mới vậy anh chọn người đó hoài. Thích. Anh nói thẳng là luôn thích. Đúng không? Anh không có phán xét gì em hết. Anh chỉ nói về phần của anh thôi. Nhiều khi trong chương trình này anh diễn xuất còn sâu hơn là so với anh Trung nữa. Đôi khi anh đắm chìm, anh say mê cái vai diễn của anh quá. Khi mà em thấy được em hơi khó chịu. Ngay từ lúc đầu rồi em cũng nói với anh chuyện gì xảy ra thì cũng bỏ qua, tại vì này coi như là một trò chơi, một chơi thôi. Thì anh làm theo vậy thôi. Chơi tới nơi về tới chốn. Nhưng mà anh không nghĩ tới cảm xúc của em hả? Nói chung á, theo anh suy nghĩ bây giờ là em không thích anh thể hiện tình cảm với lại Tuyết đúng không? Thì bây giờ anh không thể hiện nữa, khép lại cái vai diễn này. Mình trở lại sống thật với bản thân. Em cũng không cần phải khó chịu nữa. Sao thấy sao? Để nói về cảm xúc của Phúc lúc này thì nó như một mớ hỗn loạn vậy. Khi mà mình xét về mức độ tồi tệ thì có lẽ là nó không bằng những gì mà Phúc với Lan Anh từng trải qua, nhưng mà do cái sự việc xảy ra nó chưa từng có tiền lệ, đều là những cảm xúc mới của cả hai. Nên ngoài việc mà phải buồn thì còn có sự hoang mang ở trong đó nữa.